Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì em đang ở trên huyện Châu Thành đây. Hôm nay thì em có mua 100 phần cơm thịt kho hột vịt để em sẽ vào bên trong bệnh viện Châu Thành á, thì cũng mình sẽ phát cho những người bệnh nhân trong đó ha. Này là anh bên đây thì đang múc cơm trắng nè. Còn bên đây là đang vô túi thịt kho hột vịt đây anh chị. Thịt kho hột vịt. Em cái này là cơm này là em đặt anh chị, em đặt ở một quán cơm chứ tụi em thì cũng có không có nhân lực để mình nấu nữa. Là chỉ cách là mình đặt thôi. Hột vịt, thịt kho và tàu hũ. Mình kho kèm kèm với ăn cho ngon ha chị ha. Còn bên kia là chị kia đang múc canh. Chị cái này chị báo giùm em là hôm qua là mình đặt về là bao nhiêu một phần giùm em hả chị? Là 20 ngàn một phần. Dạ 20 ngàn một phần ha chị ha. Dạ. Tại vì em cũng muốn đích thân chị nói cho rõ để cho Mạnh Thường Quân người ta thấy là em rõ ràng em mua một phần cơm về bao nhiêu tiền để cho phát cho bệnh nhân trong đó đó. Dạ. Cũng như em mua tổng cộng là 100 phần cơm là tổng cộng là 2 triệu anh chị. Và chút xíu thì em sẽ mua thêm là 100 chai nước suối để phát cho bà con. Bà con ăn cơm xong thì cũng có nước uống ha. Về phần kinh phí cho buổi phát cơm này là của các anh chị ở nhóm 143. Các anh chị thì mình vô thịt riêng nè và canh riêng và hộp cơm. Một hồi chút xíu thì người ta sẽ vô từng bịch lẻ nữa. Thì để vô trong đó thì đặng mình phát cho dễ ha. Để nhiều khi vô đó đông thì nhiều khi mình khỏi có mà mình phải vô bịch tới lui thì nó hơi bất tiện. Dạ. Này một miếng cơm với dưa leo anh hả? Dưa leo. Dạ. Vậy là cơm vậy chắc bà con ăn chắc đủ no anh ha? No. Dạ. Rồi có gì dư thì tôi cũng thêm. Dạ. Dạ. Bỏ tàu chứ. Dạ. Mạnh là đó mà. Cũng mạnh lắm em hết á. Giờ này thì cũng mới gần 8 giờ thôi anh chị. Em chiếu thì em cũng lên sớm đặng em coi sắp xếp cơm rồi như thế nào. 10 giờ thì em mới phát cơm ở trong bệnh viện huyện Châu Thành ha anh chị ha. Anh chị đợi em tí xíu nha. Thì đến giờ thì em sẽ quay tiếp cho anh chị mình cùng xem nha. Bây giờ là cũng gần đến 10 giờ rồi anh chị. Thì hiện tại thì chỉ có em với anh Hương thôi, có hai anh em đi phát cơm thôi anh chị. Ở trong đây thì cũng có mấy chị trong đây thì mình cũng hỗ trợ phụ ha. Đây thì gồm có là một phần cơm và một chai nước suối đây anh chị. Phần cơm này là phần cơm hột vịt thịt kho. Đây là kinh phí của nhóm 143 anh chị. Trước tiên thì em sẽ phát trước là 100 phần cơm và để mình cũng xem ở trong bệnh viện thì mình người ta sẽ nhận như thế nào, nếu mà thời gian sau nếu mà như nó có phát sinh thêm thì em cũng nhờ các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng hỗ trợ cùng em ha. À, bây giờ thì chị cũng kiểm tra phiếu và anh Hương thì mình sẽ phát cơm và phát nước cho bà con ha. Đi từ từ vậy đó. Dạ đúng rồi, mình làm cho trật tự nha mấy cô. Dạ đây 4 phiếu. 4 phiếu thì đi đưa cô một hộp thôi, rồi ngồi cô đi vô lấy.
Dạ. Dạ. Rồi một lát lấy lại nữa. Dạ. Đây đây đây. Trả lại lần lát. Dạ dạ. Giờ cầm một người mấy bịch cũng không được luôn. Quá mấy người trong đó người ta đi không được. Em hai bịch được không? Ở đây phiếu thì ở trong bệnh viện người ta chuẩn bị sẵn đó anh chị. À, tụi em thì mình chỉ có là đem cơm đến và đến giờ mình phát thôi. Gì hả? Ủa chụp hình. À mình đừng có chen lấn nha mấy cô. Chụp cho tôi đẹp đẹp đó nha. Dạ. Dạ, mình bước ra phía sau lưng nha mấy cô. Dạ người nào có phiếu mới có cơm cô ơi. Dạ. Dạ. Cô cầm hết không cô? Cảm ơn nhiều lắm. Dạ rồi, cảm ơn chú. Hôm nay thì em phát chỉ có là 100 phần thôi anh chị. Thì người nào có phiếu thì người đó sẽ có cơm ha. Còn như là những lần sau thì như là có phát sinh thêm thì mình sẽ tính tiếp ha. Tại vì đây là ngày đầu tiên em cũng phát cơm ở bệnh viện thôi. Nên là mình cũng chưa có rành rẽ lắm nữa anh chị. Đây thì cũng có một số bệnh nhân người ta cũng đi không được anh chị, nên là cũng có người thì người ta nhận 2-3 phiếu như là người ta cũng nhận giùm. Đây là lần đầu tiên em phát cơm ở trong bệnh viện Châu Thành á, nên là hiện giờ thì người dân người ta cũng đi lai rai ra thôi anh chị, nên hiện tại bây giờ cơm cũng còn rất là nhiều. Dạ. Có mấy chị ra hỗ trợ. Dạ. Hôm nay thì tụi em người nào có phiếu thì mình mới phát được nha anh chị. Còn cô chú nào chưa có phiếu thì mình phải chờ lần sau. Ai ra sau đứng xếp hàng đi, ra sau lưng đi cưng.
cho nó được, để cứ việc phải là báo trước là khác hãy cứu rửa đi ha, cho con 200 nước cứ việc lấy tiếng 4 tiếng không rồi đây. À, mỗi người 4 phiếu là có thể là người ta đi nhận giùm anh chị. Giùm trời, dạ. Già cả người ta không có đi được. Dạ. Dạ bà nội. Đây. Này lấy phiếu. Đây 4 phiếu. 4 phiếu là 4 chai luôn. Dạ 4 chai. Sao mà thôi? Có nước không? Đây. Em ống túi em có nước không? Đây là cái này. Đây là cái này. Dạ hôm nay phát cơm mặn cô ơi. Dạ này cho cháu có 2 chai đi chú. 2 chai. Dạ bữa nay mặn. Dạ tròn không chú. Dạ cho cháu. Dạ cho cháu hát hiếu thôi. Cháu có hiếu không? Dạ. Hát hiếu hả? Rồi đây. Con em được mặn không hả? Được mặn thôi thôi. À, hiện tại bây giờ còn có mấy phần nữa hả anh chị? Vậy là cũng gần hết rồi nè. Hiện tại thì cũng có một số bà con ra cũng xin thêm nữa. Mà hiện tại bây giờ phiếu mình đã phát đủ rồi thì mình cũng không có thể nào mà phát được nữa anh chị. Nếu mình phát nữa thì những người đến sau người ta không có cơm thì tội nghiệp người ta ha. Thì có thể là mình sẽ hẹn vào những lần sau. Con nhỏ nó ăn cơm nè. Sao vậy ăn đi con? Ăn đi. Quá trời luôn rồi. Dạ. Cái miệng nó ăn nó đau nó. Vậy là bé bị bệnh sao vậy chị? Dạ tay chân miệng á. À. Mình mãi tới giờ vậy nè. Trời ơi nhìn thấy thương quá trời luôn. Ủa rồi. Rồi em bé nằm đây bao nhiêu lâu rồi chị? Dạ 3 bữa rồi. Bên hai giờ. À. Chị giật luôn hả? À. Đâu mãi nó quá trời luôn. Đó, anh mấy ông nằm nó hẩm chung. Rồi hàng ngày trong đây người ta phát cơm nhiều không chị? Dạ có khi không. Về hết. À mà thường thường là ta phát cơm chay hay cơm mặn chị? Dạ ngày qua cơm mặn. Hôm qua cơm mặn hả? Dạ. À vậy cũng đỡ ha. Dạ. Có những phần cơm của người ta phát như vậy thì bà con cũng đỡ đỡ. Có tiền để mà mình lo cho bệnh hoạn đồ, còn ăn uống thì mình cũng đỡ đỡ được phần nào. Thấy một phần cơm mà thịt kho hột vịt như vậy thấy được không chị? Thấy ngon không? Dạ ngon, quý lắm anh. Dạ. Ăn đi con. Trời ơi coi nhỏ kìa. Cái miệng nó nổi cái bột trắng trắng. À. Cái hàm răng trên đó, nó dạng nó ăn cũng không được á hả chị? Ừ. Ừ. Trời ơi ổng hơi nào á, ổng nói gì ổng nói cả. Nè nè, ăn đi nè con, ăn đi nè con. Kêu ăn nè con. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi ngán. Ngán hả? Cô bán trong bóp bây giờ nha. Đó cho mình nha. Chú Duy cỡ rồi đang trong hình nha. Bây giờ bây giờ. Nhìn thằng bé thấy tội ghê nè anh chị. Hôm nay quá trời. Bị tay chân miệng. Bé. Mình vô bệnh viện thì nhiều hoàn cảnh bệnh thấy thương lắm anh chị. Chị ơi em cho chị 100 ngàn nè. Để lo cho bé hả chị ha. Dạ. Để có dịp khác thì em sẽ vào phát cơm thêm cho bà con mình ăn ha chị. Dạ. Nè, ăn cơm đi nè con. Nè, nhìn lên nè, nhìn lên nè. Nè, miệng giác quá, ăn không nổi rồi, ăn không được rồi. Ăn đi, ăn đi. Té bầm mặt luôn hả? Trời ơi. Vậy là chị nuôi đây, chị với ai nuôi? Dạ có mình em à. À. Dạ. Nó tại vì nó không có chịu ai á. Mười lăm tháng mà có từ hồi thôi về thôi nôi tới giờ đầy tháng tới giờ là nằm bệnh viện kìa. Nằm bệnh viện không hả? Dạ. Nhưng mà nhỏ vậy thì nằm bệnh viện đâu có tốn phí gì hả chị hả? Dạ không, tốn phí nhiều khi không có cơm từ thiện thì mình chỉ có mua cơm ngoài mình ăn. À
Vậy nên có những phần cơm từ thiện gì cũng đỡ quá ha chị ha. Dạ. Dạ con chào bà. À, bà ở đâu, ở xã nào lận bà? Ở xã Dâu Long. À, ở Dâu Long hả bà? Dâu Long. À, bà vô đây là bà nuôi bệnh nhân hả bà? Nuôi con. Dạ. Chứ giờ không có ai hết bà. Dạ. Khổ vậy đó. Dạ, trai hay gái bà? Trai. Lớn chưa? 50 tuổi còn đang trai không hà. Dạ. Không có vợ. Dạ. Giờ bà ở bà thì bà gán bà đi chứ bà bệnh quá, 2 giờ nó cũng lắm. Dạ. Dạ. Mình nhận một phần cơm như vậy bà thấy thế nào hả bà ha? Được không bà? Ơi, mừng lắm đó cháu. Dạ. Cháu là cảm ơn nha, sức vậy đó nha. Dạ. Để có dịp khác cái con sẽ vào trong bệnh viện con phát cho bà con nữa. À, dạ. Bà cảm ơn nhiều nha, vậy giờ cũng chúc cho mấy cháu cũng khỏe rồi này kia là tới đây đặng giúp cho bà con trong này thì bà cũng. Dạ. Dạ, dạ rồi con cảm ơn bà. Rồi, dạ. Bà cũng cảm ơn nha. Dạ. Bây giờ thì 100 phần cơm thì bây giờ tem cũng đã phát cũng xong rồi đó anh chị, còn giờ còn chỉ có 2 phần nữa thôi à. Đây cũng là lần đầu tiên em cũng vào trong bệnh viện á, thì mình cũng phát cơm cho bà con như vậy anh chị. Thì thật sự thì mình thấy bà con cũng rất là mừng. Khi mà người ta vào đây á, thì nhiều khi người ta cũng không có kinh phí để người ta sử dụng ăn uống á, thì có những phần cơm từ thiện như vậy thì cũng rất là quý anh chị. Thì nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm 143 đã hỗ trợ kinh phí cho em để em đi phát cơm ở trong bệnh viện giúp cho bà con như là những người nuôi bệnh nè, và người bệnh người ta có những phần cơm ngon miệng để người ta có sức khỏe để người ta sẽ sớm hết bệnh ha. Thì video của em giờ sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.